thêm một sau việc nữa bật khóc, thừa nhận chuyện nợ nần. Thật không thể tin nổi. Nam Thư vừa chính thức ra mắt web drama Thập Tứ Cô Nương sau thời gian ấp ủ thực hiện. Đây là dự án thứ hai của kiều nữ làng hài sau thành công của Nam Phi Liên Hoàng Kế. Xuất hiện trong sự kiện, Nam Thư khoe vẻ quyến rũ khi diện đầm dây sexy. Chia sẻ về dự án mới, Nam Thư cho biết, Thập Tứ Cô Nương xoay quanh cuộc đời và số phận của nhân vật Thập Tứ, một cô gái quê vì hoàn cảnh đưa đẩy, mẹ nợ nần chồng chất, nên đành chấp nhận đi theo con đường làm gái và dấn thân vào chốn giang hồ. Bên cạnh việc khai thác những góc khuất trong giới xã hội đen với những màn tranh giành, những thủ đoạn hiểm độc, phim còn khiến người xem xúc động bởi câu chuyện đời bất hạnh của nhân vật chính. Với dự án mới, Nam Thư tự đóng cảnh ân ái với bạn diễn mà không nhờ người đóng thế. Thực sự tôi rất áp lực, nhưng càng áp lực tôi càng nhắc nhở bản thân cố gắng hơn. Ngay từ đầu khi bàn kịch bản với đạo diễn, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước để sẵn sàng nhập cuộc, Nam Thư nói. Về khó khăn lớn nhất, Nam Thư tiết lộ cô đã dùng mọi kinh phí và công sức để có thể hoàn thiện kế hoạch như dự định. Đến phim này, tôi vẫn chưa tìm được nhà tài trợ vì vẫn chưa có ai tài trợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Dự án trước, tôi nợ 1,8 tỷ nên phải đi làm show, cày kiếm tiền trả nợ. Dự án này, tôi tiếp tục nợ 300 triệu. 27 Tết vừa rồi, tôi còn gửi tiền để thanh toán lương cho ekip đến mức trong người tôi còn đúng 1 triệu 7. Tôi không dám về quê. Tôi thấy sướng vì có sản phẩm, cống hiến, nhưng nhìn lại tôi không có gì trong suốt một năm làm việc. Nam Thư bật khóc trong nghẹn ngào. Cũng trong ngày giới thiệu dự án mới, Nam Thư hội ngộ nhiều đồng nghiệp đến chung vui. MC diễn viên Trương Quốc Bảo ăn vận bảnh bao đến ủng hộ đàn chị. Ca sĩ Đào Bá Lộc, diễn viên Lâm Vĩ Dạ cũng đến tham dự.